xin chào các bạn tôi là nguyễn hoàng tuấn kiện tướng quốc gia cờ vua trong những ngày qua thì các fan hâm mộ cờ vua thế giới lại có dịp thưởng thức trận cờ siêu kinh điển giữa đương kim vô địch thế giới manukasen và ông hoàng cờ chớp hikaru nakamura tại giải cờ vua manukasen invitational đây là giải đấu được tổ chức thi đấu qua mạng với sự góp mặt của 8 kỳ thủ hàng đầu hiện nay bao gồm đương kim vô địch thế giới manukasen Á quân Uon Cup, Đinh Lập Nhân. Ông hoàng cờ chớp Hikaru Nakamura. Á quân thế giới Fabiano Caruana. Ứng cử viên candidate Nepomniachi. Vua cờ nước Pháp Vaccher Lagover. Đông phương bất bại Anit Giri. Và cuối cùng là thần đồng cờ vua Giao Tổng giá trị giải thưởng lên tới 10 tỷ đồng. Trong trận đấu này thì Nakamura là người chơi quân trắng và Magnus Carlsen là người chơi quân đen. Mỗi bên sẽ có 3 phút để hoàn thành ván cờ. Tích lũy 2 giây cho mỗi nước đi. Sau hai ván đầu tiên kết thúc với tỷ số hòa 1-1, Nakamura nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng và khởi đầu bằng nước tốt e4. Carlsen cũng đáp trả bằng nước cờ e5. Trắng nhảy mã lên f3 tấn công tốt e5 đen cũng triển khai mã lên C6 bảo vệ tốt. Trong những lần đối đầu trước đây thì Nakamura thường chơi tượng C4. Tuy nhiên ở ván cờ này thì anh quyết định đổi bài khi triển khai tượng lên B5 tấn công mã C6. Đen dâng tốt A6 đuổi tượng trắng và triển khai hệ thống phòng thủ Tây Ban Nha để đáp trả. Trắng chạy tượng với A4. Đen nhanh chóng phát triển mã lên F6 tấn công tốt E4 Trận đấu được đẩy lên tốc độ cao và Nakamura lập tức nhập thành đưa vua vào khu vực an toàn, chuẩn bị cho trận đánh lớn. đen tiếp tục tiến tốt b5 đuổi tượng trắng chạy về b3, thừa thế sông lên. đen phi tượng lên c5 chĩa về phía cánh vua của trắng. trắng dâng tốt a4 đột phá nhằm mở cột a cho xe a1 tham chiến. đen né xe qua b8 trước tình thế vua đen đang nằm ở giữa bàn cờ. Trắng hung hăng, phế mã và tốt E5. Nước đi này khiến các sen hoang mang một chút. Nhưng với bản lĩnh của nhà vô địch thế giới, các sen quyết định ăn mã lên E5. Chỉ chờ có thế, trắng hùng hổ dâng tốt D4 tấn công đôi, Tượng và mã, hòng bắt lại quân. Không thể chạy mà không mất quân. Đen chấp nhận thí lại tượng và tốt D4 Trắng ăn hậu lên D4. Tiếp tục tấn công mã E5. Đen bình tĩnh lên tốt D6 bảo vệ. Quyết không để cho đen kịp thời ra quân để củng cố thế trận. Trắng liều lĩnh tiến tốt F4 bắt mã. Chính thức phát động cuộc tấn công trung tâm. Đen cũng không vừa khi chạy mã về C6 và tấn công lại hậu trắng. Nakamura tỏ ra rất quyết liệt khi chạy hậu về C3. Tiếp tục truy đuổi mã C6 bị truy sát gắt gao Đen chạy mã về E7 cho an toàn Trắng đổi tốt qua B5 Đen cũng ăn tốt lên B5 Khi mà các quân đen đang cố gắng co cụm lại để phòng thủ Cho rằng thời cơ đã đến Trắng hung hãn tràn tốt qua E5 đột phá trung tâm Nếu đen ăn tốt qua E5 thì trắng cũng sẽ ăn tốt qua E5 Và trắng sẽ mở thêm được cột ép cho xe tham gia tấn công vào vua đen Do đó đen chạy mã lên E4 Tranh thủ tấn công lại hậu trắng Trước sự lì đòn của đen Trắng đưa hậu qua F3 bắt mã Và rình dập mở cột F Tấn công vào tử huyệt F7 Đen lúng cuống sách mã chạy về C5 Dọa thủ tiêu quân tượng mạnh của trắng ở B3 Nếu để mất quân tượng chiến lược này Thì sức tấn công của trắng sẽ bị suy giảm đáng kể Do đó trắng né tượng về A2 không dám để vua ở lâu giữa bàn cờ sẽ rất nguy hiểm. Các sen nhanh chóng thực hiện nhập thành, cách ly vua vào góc bàn cờ. Trắng phát triển tượng lên E3, đen đưa tượng lên B7, đuổi hậu trắng và chiếm lĩnh đường chéo cực mạnh A8, H1. Trắng sách hậu chạy qua H3, chờ đợi cơ hội phản công. Đen thừa cơ phi mã và chiếm lĩnh ô trung tâm E4, một vị trí cực mạnh là màn đạp cho đen tổ chức các đợt phản công lại. Trắng phát triển mã lên c3, gạ đổi quân mã mạnh ở e4. Đen chấp nhận đổi mã c3, tạo tốt chồng cho trắng. Trắng ăn tốt lên c3. Trước các mối đe dọa của trắng nhắm vào vua. Đen lên tượng d5, gạ đổi tượng để giảm bớt áp lực tấn công. Không thèm đếm xỉa. Trắng hung hăng tràn tốt sang f5. Thí tốt E5 thách thức các sen ăn. Đen đổi tượng vào A2. Trắng ăn xe lên A2. Sau một hồi suy tính, đen chấp nhận thách thức ăn tốt lên E5. Chỉ chờ có thế, Nakamura liền lao tốt xuống F6, đột phá hòng phá vỡ hàng rào bảo vệ vua đen. Đen tiếp tục ăn tốt lên F6. Đã tính trước nước này nên ngay lập tức Trắng phi tượng vào h6 tấn công xe. Đen buộc phải chạy xe qua e8. Trắng đưa xe a1 tiến xuống a3, dọa ăn tốt f6 tham gia mặt trận tấn công vua. Nếu để trắng ăn xe qua f6 thì sẽ tạo thành cặp xe ở cột f vô cùng nguy hiểm. Đen liền tiến xe lên b6 nhằm cắt đứt đường tiến công của xe trắng. Trắng đổi xe qua b6. Đen cũng ăn tốt lên b6. Trước thế trận khá chắc chắn của đen, sau một hồi suy nghĩ, trắng quyết định tung đòn hậu qua g3 chiếu. Nếu mà chạy vua thì sẽ bị chiếu hết ở g7. Nên đen buộc phải lên mã g6 che chắn và rơi vào đường răng của hậu trắng. Lợi dụng mã đen đang bị răng, trắng dâng tốt h4, dọa tràn sang h5 tấn công bắt chết mã. Ngón đòn hiểm này khiến đen hầu như không thể giải cứu cho mã. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, đen liều lĩnh dâng tốt F5 để dính dập. Trắng theo kế hoạch tiến tốt sang H5 bắt chết mã. Đen tuyệt vọng tiến tốt xuống F4 đuổi hậu trắng hòng giải cứu cho mã. Tuy nhiên với bản năng sách thủ thượng thẳng Nakamura lập tức ăn mã G6 và tẩm thuốc độc vào quân hậu mời đen sơi. Trường hợp mà đen ham ăn hậu G3 thì sẽ bị trắng ăn tốt xuống F7 chiếu. Đen chạy vua qua H8, trắng sẽ tiến tốt xuống F8 phong hậu. Đen qua xe F8, trắng sẽ ăn xe xuống F8 chiếu. Đen sẽ buộc phải ăn hậu qua F8 và trắng sẽ ăn tiếp tượng xuống F8. Và cuối cùng thì trắng sẽ thắng đơn giản khi hơn hẳn đen một quân tượng. Trở lại với ván cờ, thì nước phế hậu răng bẫy của Nakamura đã không qua được mắt cá sen và anh cũng rất khôn ngoan khi tiêu diệt quân tốt g6 nguy hiểm trắng chạy hậu lên g4 tiếp tục rình dập đen qua hậu c8 gạ đổi hậu để đưa về cờ tàn xe đấu xe tựa nhưng đen sẽ hơn ba tốt tượng trắng lại đang bị chặn đường về vì vậy nên trắng đã tránh đổi hậu và né hậu qua h4 tiếp tục rình phi vào f6 để dọa chiếu hết ở g7 Đen tiến hậu lên C5 chiếu Trắng chạy vua lên H2 Đen lùi hậu về D6 Bảo vệ điểm yếu F6 Không cho hậu trắng xâm nhập Trắng rút tượng về G5 Dọa đưa xe lên F3 Rồi chuyển sang H3 Để phối hợp với hậu Tấn công vua theo cột H Đen dâng tốt F5 Hỗ trợ cặp tốt E, F Tiến xuống phản công Trắng theo kế hoạch đưa xe lên F3 Đen lập tức tràn tốt sang E4 tấn công xe Trắng rất quyết đoán chạy xe qua H3 Dình phi hậu và H7 chiếu Trước mối đe dọa đáng sợ đến từ xe hậu Đen liều lĩnh phi tốt xuống F3 mở đường cho hậu chiếu Đang mải mê lùa quân lên tấn công Nakamura cũng không quên nhiệm vụ phòng thủ khi lưu tượng với F4 che chắn và tấn công lại hậu đen. Không còn cách nào khác. Đen buộc phải sách hậu tháo chạy về D7 trong tuyệt vọng. Chỉ chờ có vậy, Nakamura cho thấy anh cũng là chuyên gia tấn công hàng đầu thế giới khi lập tức tung đòn hiểm nhằm vào vua đối phương với việc phi hậu và H8 chiếu. Đen luống cuống chạy vua lên F7 trắng tiến xe xuống H7 chiếu Bùi thêm một cú đòn hiểm ác Đen không có cách nào khác Phải chạy vua lên E6 Không chậm trễ Trắng kéo hậu về E5 chiếu Khiến vua cờ phải bị chiếu hết một cách tâm phục khẩu phục Với chiến thắng đẹp mắt Chiếu mát đối thủ giữa bàn cờ Nakamura vươn lên dẫn trước Manukasen với tỷ số 2-1 Qua đó phục thù trận thua sấp mặt ở chung kết cờ chớp thế giới vừa qua. Nếu thấy ván cờ này hay, các bạn nhớ để lại một like, một comment và ai chưa đăng ký kênh thì hãy ấn đăng ký để tiếp tục xem những ván cờ vua hay nhất và mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.